người ta đã bỏ anh xa. Họ đau thương anh thật lòng, mà sao anh vẫn còn đợi mong. Còn em yêu anh chân thành, tại sao anh đã bỏ rơi em? Lại là Hiển Linh đây, các anh chị yêu dấu ơi. Anh chị mình vào đây nhớ là bình luận nhiều nhiều và chia sẻ mạnh mẽ cho hai chị em buổi tối ngày hôm nay cho rực rỡ nha mọi người. Đừng khóc anh ơi, đừng khóc anh ơi. Trước điều gì nay hạnh phúc mai thì biệt ly, sâu bên nhau như bức tường dày cũng đổ vỡ sau hai từ chia tay. Rồi anh đi theo người mới, người ta cũng đã bỏ rơi, để hôm nay anh phải khóc đòi ôm em chút được không? Đừng khóc anh ơi, đừng gặp Yến Linh là lúc nào cũng tươi cười hết trơn á chị giàu ơi. Yến Linh không có gì ngoài lời ca tiếng hát và những nụ cười thiệt tươi. Các anh chị ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm thì vào đây ăn món tinh thần của hai chị em chiêu đãi các anh chị tối hôm nay nè. Tưởng anh chị chưa ăn hãy vào ăn tụi em đi. Tụi em không có gì ngoài những cái sự vui vẻ và mang tiếng cười đến cho tất cả quý vị mình. Cả nhà mình yêu thương thì nhớ là chia sẻ nhiệt tình hơn nữa nha mọi người. Dạ, có gì chị mình? Dạ, chết rồi, sao tay tê tê tê? Tê là do cái gì? Hả? Chơi một bài duy nhất nè. Mong một ngày anh nhớ đến em rồi đó nè. Không gì em. Tóc nữ. Và... Yeah. Come on. Sunny Bowl là Sunny Bowl. Yeah. Hello đại ca.
đêm miên mang từng dòng thư em trao anh, với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì anh đây đâu chỉ yêu mình em. Giật mình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi dạt về phương trời nào. Xin mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Đêm mộng cơn mưa qua trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đã cho khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi, xin một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mong. Hey! Hey! Trời ơi, ngọn quá. Từng dòng thư em trao anh, với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim nó vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặc về phương trời nào. Riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Đêm bóng cơn hôm qua trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Em không cho mong chi, xin một đêm thôi em mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày anh chờ mong. Hỡi người cứ hay trong tình em mỏi mòn nhớ thương anh hoài mong. Biết rằng trái tim anh giờ đây đã thuộc về ai sao mãi xa xôi. Tối nó còn hỡi người có hay trong tình em. Anh chị mình lì xì mạnh mẽ đi nào mọi người ơi. Một lượt chia sẻ, một lượt bình luận, một lượt thả tim cho nó vui nhà vui cửa đi nào các chị. Mạnh mẽ đi ạ. Nhìn cho nó giống sinh viên xíu. Đẩy nè mọi người. Mọi người đẩy tôi nè mọi người. Mọi người đẩy tụi em đi. Đẩy Yến đi cả nhà ơi, đẩy em đi ạ. Ở trắng tinh khôi ạ. Nhạc mới có một bài một gì á. Đâu chị thấy nghe mấy bài đâu mà. Đâu. Có ở trong biết nữ hay nào không? Biết nữ thì trước giờ nó hay vậy rồi. Có nữa. Có hay chân tình em. Ủn ủn à? À, kính cháu mua ở đâu đấy? Dạ, nếu mà cô có thích thì cô cứ mua hàng ủng hộ rồi Yến tặng luôn cho cô cái kính nha, không có gì hết cô. Một cái kính không đáng là bao. Ê, chạy lãng luôn. Mời mốt cho mình mọi người yêu cầu lên với sếp đi. Mua một hộp collagen tặng một cái kính. Tặng cái kính đang đeo luôn mọi người ơi. Đó. Ai mua hàng trong thời gian hôm nay sớm nhất là tặng một cái kính luôn. Này hát khúc đầu rồi nghe. Dạ. Chị không biết. Hãy bình luận cho tụi em, gửi lời chào chân thành và trân trọng nhất nè. Yến không không vơi được nỗi sầu đâu anh, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, ok. Đừng sầu nghe em, okay. Tình yêu đẹp nhất khi ta sao còn thương nhau. Hay biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu là mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương mênh mông, dương mênh mông. Tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sông lênh đênh. Nếu là mai sau mình không còn bên nhau, nếu là mai sau mình trôi vào đơn đau, đừng buồn nghe anh, okay, okay. Đừng buồn nghe anh. Okay, okay. Trong đêm. Yến Linh.
mình trở lại vào lời hại hôm xưa. Trời ơi, có bao giờ mà hết lời hại đâu ạ? Có gì thất bại đâu. Có bao giờ thất bại đâu các chị. Ok, Ngọc Ánh bên em sẽ kiểm tra đơn nha chị. Chị yên tâm là ngày mai bên em gọi liền. Canh điện thoại ngày mai bên em gọi nha. Tiếng khóc không với. Không nhận đeo kính này xong mở ra cái thế giới nó sáng. Kính này được cái mã. Đeo đâu mắt quá trời. Được cái đẹp thôi. Không với được nỗi sầu đau lên. Nước mắt không đem lại trôi ngày ấm mình. Đừng buồn nghe Linh. Okay. Đừng sầu nghe Linh. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi. Hãy cố quên đi, anh cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương mênh mông. Tình là sợi tơ mong manh. Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sông lênh đênh. Nếu là mai sau mình không còn bên nhau, nếu là mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe anh, đừng buồn nghe, đừng sầu nghe anh. Đừng sầu tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tình hay, tình là sợi tơ. Ủa bị ổng bình luận hay sao cả nhà mình? Tiếng khóc không với. Nơi sổ đâu anh. Tiếng khóc không đêm là chuối này ấm êm. Hay quá quá hay. Hay quá 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 hay. Đó, cảm ơn mọi người. Các chị mình nhớ là chia sẻ mạnh mẽ đi mọi người ơi. À, bộ mic như thế này là bao nhiêu tiền? Và cái này là mic của công ty. Và cả bộ của nó thì nó có nhiều lắm. À, nó rơi tầm khoảng từ 50 triệu đổ lên như theo bé Linh được biết. Tại vì hai cái mic này nó đã có giá là 40 triệu rồi. Không, 15 triệu một cái hay 10 triệu một cái quên rồi. Nhưng mà cặp mic của tụi em thôi nó đã hơn 20 triệu rồi. Đó, thì có nhiều thứ hơn nữa. Nó có nhiều cái vấn đề lắm ạ. À. Cho nên là tư vấn kỹ thì tụi em cũng tư vấn không có kỹ cho anh chị mình được. Ok, Duy Long nè, hello Nga Trần nè, hello Hùng Lê Công nè. Chị muốn hát bài gì không? Chị muốn... Em bấm bài gì chị theo đâu đó đúng không? Trời ơi, được, để em bấm bài bài gì mà nó cho nó mạnh mẽ chút xíu anh chị mình nghe. Chia sẻ nhiệt tình hơn nữa đi cả nhà mình. Cả nhà mình lì xì chia sẻ cho tụi em mạnh mạnh xíu nữa đi. Được không anh chị? Mạnh đi mọi người ơi, tụi em không thích nhẹ nhàng. Mọi người muốn cái một lực chia sẻ ủng hộ cho hai chị Miễn Linh, cho đông đông người coi một xíu cho vui anh chị. Bài này trong giấy trắng nhật ký anh lưu sau đây. Dạ bên em không bán giảm cân à? Tăng thì có, giảm thì không, cân gì? Đâu lại lại. Chia sẻ mạnh đi cả nhà ơi. Mai này trăng giấy trắng nhật ký anh lưu sau đây. Những thói quen em mỗi ngày. Hay ăn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây. Ghi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người. Quen nắm tay em mất rồi. Ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều. Vì từng chiều từng ngày đưa đón. Đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh ơi để yêu ta quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều. Vì em đã hứa, hứa sẽ mãi bên anh đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh ơi mãi biết lúc xa nhau. Chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Sao em nhắn nhiều vậy ta? Em sợ trong nhóm đó. Báo rồi, tới nè.
rửa mặt là 250 một tiếp nha chị ơi. Hiện tại là mua 2 tiếp rửa mặt tặng 1 kem chống nắng. Chào chị Liêm, chào chị Tuyết Nguyễn, chào Phương Nguyễn. Chào chị Liêm nha, Khánh Phạm, Hùng Nguyễn nè. 250 một tiếp sữa rửa mặt, mua 2 sữa rửa mặt tặng 1 kem chống nắng. Nam nữ đều xài được, sữa rửa mặt nhà em sạch da giữ ẩm và giảm tình trạng bị mụn cám, mụn đầu đen cực kỳ hiệu quả luôn nha. Là mình điên đảo luôn hả? Trời ơi. Mai này trang giấy trắng nhật ký anh liêu sầu đầy những thói quen anh mỗi ngày. Hay hơn ghen răng rối chen lối đi trên đường về khi anh rất say em ngồi đây. Khi điều em sợ nhất lạc mất anh nơi đông người, quen nắm tay anh mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu chút ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hãy đã thói quen nhau để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường ai đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để yêu thương quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Chào anh chưa? Dạ chào anh Hậu nha, chào anh Nguyễn Hậu. Anh chia sẻ cho tụi em chưa? Anh hỏi tụi em chào chưa, vậy anh có chia sẻ cho hai bé chưa? Đồng hồ đeo tay có bán không? Dạ nếu mà được giá thì bán luôn. Thử bài này coi. Xin tặng lại cho tất cả quý vị mình một ca khúc remix được mang tên là Ngôi Nhà Hạnh Phúc nha. Tôi dần vắng hôm tôi bao trùm nơi đây, trong giấc mơ xa có mong em xin tôi về bên anh. Hãy nắm tay anh đi trong cơn mưa tươi đẹp đêm nay, giấc mơ về em tươi sáng. Đêm trăng thành em đi vui cười bên anh, khẽ nói với em trong tim anh ngôi sao đẹp lấp lánh. Trăng sáng đêm nay nhưng trong tim anh mãi sáng tựa một vì sao đẹp dịu dàng là em đó. Tình yêu em trao anh đến nay như ngôi sao trên bầu trời, mà sáng hơn trong đêm trên cao không gian bao la dịu dàng. Và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ tan biến sau mây đen mịt mù che khuất. Tình yêu em trao anh đến nay như ngôi sao trên bầu trời, mà sáng hơn trong đêm trên cao không gian bao la dịu dàng. Và tình yêu đó sẽ còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi chẳng cách xa. Có nha chị gái ơi, chị Nguyễn Ngân ơi, 350 một hộp, 2 hộp là dành 100.000, 2 hộp là dành cho được nhiều người lớn nha, là 600.000 cũng được em cho em, mà phải là 350. Chị muốn mua chị cứ lên số điện thoại bên dưới giúp em chị Nguyễn Ngân ơi, lên số điện thoại giúp em nha chị yêu. Tình yêu em cho anh đêm nay như ngôi sao trên bầu trời. Nó kỳ kỳ. Chào. Hôm tôi bao trùm nơi đây, trong giấc mơ xa có bóng em xin tươi về bên anh. Hãy nói với em trong tim anh ngôi sao đẹp lấp lánh, giấc mơ về em khuya sáng. Đêm trăng thành em đi vui cười bên anh, hãy nói với em trong tim anh ngôi sao đẹp lấp lánh. Trăng sáng đêm nay như trong tim anh mãi sáng, tựa một vì sao đẹp dịu dàng là anh đó. Tình yêu em cho anh đến đây như ngôi sao trên bầu trời, và sáng hơn trong đêm trên cao không gian bao la dịu dàng. Và tình yêu đó mãi mãi không bao giờ tan biến sau mây đen mịt mù che khuất. Tình yêu em cho anh đến đây như ngôi sao trên bầu trời, và sáng hơn trong đêm trên
tình yêu đó sẽ còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi chẳng cách xa. Tình yêu em trao anh đến đây như ngôi sao trên bầu trời, và sáng hơn trăng đêm trên đó không giống bao la dịu dàng. Và tình yêu đó sẽ còn trong trái tim, vĩnh viễn không tàn phai, mãi mãi chẳng cách xa. Nào, tôi biết làm dở quá à. Cảm ơn chị Nguyễn Ngân, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhớ là thảo mộc không phải thuốc. Chưa thấy nhân viên gọi thì để số cho một lần nha chị Nguyễn ơi. Nếu như mà chị nào để số mà chưa có hotline 0888881111 gọi điện cho anh chị thì anh chị vui lòng để số điện thoại bên dưới nha. Chị Trinh Nguyễn, chị xưa có số điện thoại nè chị, sao gọi cho chị được? Lên số đi chị gái ơi. Để số điện thoại là giùm em mới gọi được chị. Có số mới cô đơn được. Ba pha thăng. Pha thăng gì? Pha thăng thứ. Ừ. Trời ơi. Hơi bị chuyên nghiệp. Làm quá. Anh bị đau bụng hả? Chịu khó đi anh ơi. Dù mạnh mẽ hay mềm yếu thì em vẫn cười tươi thật tươi, trông như không có gì. Dù đau đớn em một mình, âm thầm em giao hết trong tim. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ trắng trầm trọng. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu đo đầy nét kêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giá như mang đến mức tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chứ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai, ngoài 30 chẳng có ai. Này dành tặng với các anh chị ngày nào cũng livestream đó, bởi vậy anh chị nhất định phải yêu thương team DCBT hết mức có thể nha, đồng hành cùng team em tới những đoạn đường phía trước, những đoạn đường còn gian nan. Ngu linh yêu quá. Hằng Nguyễn ơi, để số đi cho nó lẹ nè, ra đây để số cho nó lẹ nè chị yêu. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ trắng trân trọng. Ngoài 30 thanh xuân chẳng còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với thanh xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tâm thân em chịu đo đầy nét kêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giá như màn đêm mưa tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chưa gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai, nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Với tình xuân em chẳng còn giống như em thua trắng tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống chẳng còn. Tâm thân em chịu đo đầy nét kêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em dài như màn đêm mưa tối, đớn đau em phải một mình gánh trên vai chưa gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Hay luôn, là gần tới 30 vẫn chưa có ai, không biết sao nữa. Chắc là chắc kiếp trước đào hoa lắm, kiếp này cũng đào hoa vậy. Bao nhiêu người người ta mê kìa. Có đào đâu. Bây giờ là có đào được bông hoa nào đâu. Đào bông. Kiếp trước đào hoa, kiếp này đào bông. Người ta chơi cái trò con mực. Nhìn em biết giống gì không? Mãng xà. Em mổ mổ gì chị... chưa? Bởi gì? Chị gấp bình yên nè. Biết mới này chị chưa hát bài biết nào đó.
Gian qua đã có lúc nước mắt em nuốt ngược vàng trời cay đắng, từ mình tránh vì không trôi được tiếng yêu, vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh có được, mà sau mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng. Giờ thì em đã cạn đắng để rời xa anh rồi, đừng khóc nhé anh người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài, người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì em đã cạn đắng để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua, dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường. Em đã cắn đâm số liền để bất gần lên người ta mới nghe. Chỉ nhiều xíu à? Em nhạc cũng giặt to quá. Mình cứ để số thành bên dưới giúp em nha. 450 một chai nha Thạch Lê ơi. Sẽ còn mình em với nỗi bất an, chẳng phải biết phải khóc hay cười. Nhiều khi nhớ đừng lo lắng, ổn không nếu anh thiếu em. Ngủ ngoan nhé anh thân yêu của Linh, đừng bắt màn đêm lên vào đôi mắt tròn. Vào buổi sáng hôm sau, đừng yên như chưa yêu nhau. Giờ thì em đã cắn đắng để rời xa anh rồi, đừng khóc nhé anh người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài, cứ phải bên nhau đêm cũng. Giờ thì em đã cắn đắng để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua, dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Giờ thì em đã cắn đắng để rời xa anh rồi, đừng khóc nhé anh người ơi, dù điều này làm chung đôi. Thạch Lê để số đi ạ. À, để số điện thoại để bên em mới chốt được nha. Giờ thì em đã cắn đắng để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua, dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường. Để số lên Thạch đây. Ok, cảm ơn Thạch nè. Tuổi Linh. Tuổi Linh là gì? À đúng rồi, hôm qua cũng vậy đúng không? Hôm qua thích hơn. Không, hôm qua cũng vậy. Hôm qua em đếm mà. Sao vậy? Hôm qua thì thấy nhớ 21 mà. Ôi ôi. À, tông la. La mà cộng 2. La gì? La trưởng. Trời ơi, ngu ngu thì cũng phải biết rồi chứ. Mưa dầm, ta nói là mưa dầm phải thấm mưa lâu. Mưa dầm là thấm lâu, gần mực thì đen, mà gần đèn thì cháy. Đèn chắc đèn dầu á. Đèn mà cháy chỉ có đèn dầu thôi. Người ta nói ông bà Sư Quý Vân là gần mực thì đen, mà gần đèn thì cháy đó các anh chị. Đó, gần đèn là phải cháy, gần gần đèn quá là cháy, cháy khét. Hồi xưa không biết có ai giống em không, rất là thích chơi đèn cày. Mỗi lần mà sớm em mà cúp điện ha, là nguyên đám đốt đèn cày chính giữa nhà vậy nè, xong rồi.